Minh Hằng nổi đóa khi Phán nhắc lại mặt lộn mèo để đời. Minh Hằng thấy không vui vẻ, đáp trả cực gắt khi bị nhắc lại mặt lộn mèo. Mới đây, trên trang cá nhân Minh Hằng đã livestream giao lưu với khán giả. Qua sóng livestream, Minh Hằng phủ nhận tin đồn thẩm mỹ, trùng tu nhan sắc. Ngoài ra, có tài khoản nhắc lại chuyện xưa, lộn mèo đi chị. Trước câu nói kém duyên này, Minh Hằng thấy không vui vẻ, thẳng thừng đáp lại, bây giờ mà em còn nói như vậy là rất trẻ con, thiếu lịch sự và mong khán giả có những lời nói theo cách văn minh. Được biết, Minh Hằng đã từng gặp sự cố khi lộn nhào trên sàn diễn tại tuần lễ thời trang Việt Nam 2019. Cô đã không thể thực hiện được trọn vẹn mà lộn nhào mà còn bị gặp sự cố lộ hàng. Sau khi đứng lên, Minh Hằng còn suýt ngã về phía hàng ghế khán giả. Nữ ca sĩ cho biết mình đã được mọi người cảnh báo là không nên nhào lộn bởi sàn diễn rất trơn. Nhưng do đã luyện tập quá nhiều nên Minh Hằng vẫn quyết tâm thực hiện màn trình diễn này. Clip ghi lại sự cố đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng, khiến cho Minh Hằng phải lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cô rất xấu hổ vì màn nhào lộn thất bại, để lại hình ảnh chưa đẹp trên sàn diễn, đọc bình luận thấy mọi người nói cười muốn tụt quần. Riêng mình thì xấu hổ muốn đội quần. Minh Hằng không hối hận vì tự đặt ra thử thách khó khăn cho bản thân, chắc chắn là không. Nếu không có một Minh Hằng lì đòn chịu đấm ăn xôi bỏ qua hết tất cả hiểm nguy của bản thân. Chỉ chăm chăm vào kết quả hoàn mỹ thì sẽ không có một Minh Hằng của ngày hôm nay.